Thì đây, sinh này, não này, bệnh này, tử này, sinh não, bệnh, tử, sinh não. Đấy, nên đến mặt chiếu nghỉ nhá, chiếu nghỉ như mẫu nhà này. Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Đấy, trên màn hình tất cả mọi người là một kiểu mẫu nhà lô, nhà phố, nhà ống 2 tầng mà bên mình thiết kế và thi công trọn gói. Thì hôm nay mình xin đưa mọi người đi tham quan và chia sẻ về kết cấu và công năng sử dụng của mẫu nhà này nhé. Để mọi người vui lòng đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để cập nhật những video clip mới nhất nhé. Đấy, trên màn hình mọi người là mặt tiền mẫu nhà này, thì mẫu nhà này đang trong quá trình thi công. Đấy, hôm nay mình vừa đi kiểm tra tiến độ thi công thì mình sẽ chia sẻ về công năng sử dụng, kết cấu của mẫu nhà này và chia sẻ cách tính bậc cầu thang. Bởi vì rất là nhiều các bác, cô chú, anh chị đã nhắn tin, gọi điện nhờ mình chia sẻ về những mẫu nhà lô, nhà phố 2 tầng. Thì video ngày hôm nay mình xin đưa mọi người đi tham quan và chia sẻ về kết cấu và công năng sử dụng mẫu nhà này nhé. Đó, thì diện tích chiều ngang của mẫu nhà này là 5m và diện tích chiều sâu là vị trí bên dưới tầng 1 là 21m50 và bên trên tầng 2 là 23m. Đấy, bên trên tầng 2 được ne cẩu ra đây. Đấy, phần ne cẩu ra 1m50 nữa nhé. Chia sẻ với mọi người về công năng sử dụng và kết cấu của mẫu nhà này thì mình sẽ đưa mọi người vào sâu hơn một chút để tham quan. Đấy, hệ cửa chính đây, sau này phần cửa chính này sẽ được lắp đặt khuôn bao và hệ cửa kính như cả nhà nhé. Đây, và đây trên màn hình tất cả mọi người là toàn bộ không gian phòng khách này. Đây, hệ cửa sổ phòng khách đây. Thông thường những kiểu mẫu nhà lô, nhà phố thì nè, nó rất là đơn giản. Phòng khách này rất là rộng như cả nhà nhé. Đấy, bên trong sử dụng là 4m60 đó. Và chiều sâu là 8m. Đấy, tính từ cửa vào 4m60, chiều ngang sử dụng bên trong. Đấy, và 8m chiều sâu. Đây, cửa chính đi vào này. Mẫu nhà này đang trong quá trình thi công thì đã dỡ phần sàn mái của tầng 1 rồi. Đấy, phần cốt pha che chống rất là ngổn ngang. Đó, và đây là hệ cầu thang đi lên trên tầng 2 này. Đó, cầu thang đi lên trên tầng 2 này. Thì về cầu thang này thì lát nữa mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người biết được cách tính bậc cầu thang làm sao cho nó hợp lý nhất. Thì mình sẽ review sơ bộ về công năng sử dụng bên dưới này trước. Đấy, thì là cầu thang đây. Đấy, bên ngoài là phòng khách đây. Thì tầng 1 công năng sử dụng là phòng khách này. Đấy, 8m chiều sâu này. Tiếp đến là cầu thang này. Cầu thang này chiều sâu là 3m nhé cả nhà nhé. Đấy, tiếp đến là phòng ngủ này. Phòng ngủ sử dụng bên trong chiều sâu là 3m50 nhé cả nhà nhé. Đấy, 3m50 chiều sâu này. Đấy, phần hành lang này rộng 1m20 nhé cả nhà nhé. Đấy, qua khu vực phòng ngủ này đến là không gian bếp này. Đấy, không gian bếp này. Đó, và vị trí đây, vị trí này sẽ là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh này. Để cửa lách đi ra đằng sau. Đấy, phần nhà tắm, nhà vệ sinh này thì chưa thi công, chưa xây. Đấy, sẽ phần này thì nào được đổ một phần mái nữa để tạo không gian gác xếp cho ra đình cất đồ trong kia nhé. Quay trở ra phần cầu thang, phần chủ đề chính ngày hôm nay. Đây là phần cầu thang. Đấy, thì là tổng thể chiều cao của mẫu nhà này xin được chia sẻ luôn với tất cả mọi người. Đấy, chiều cao của mẫu nhà này là 4m1, 4m10cm. 4m10cm là tính từ mặt nền này, mặt tường nền hiện tại này. Đấy, lên trên mặt nền bên trên mái bên trên tầng 2 nhé. Đấy, thì cầu thang này thì là rất là nhiều các bạn đấy, gọi điện, nhắn tin, chia sẻ và nhờ mình chia sẻ cách tính bậc cầu thang làm sao cho nó phù hợp nhất thì là mình xin được chia sẻ mọi người. Đấy, thì là cái phần bậc cầu thang này và chiều cao của từng bậc thì là thông thường thì chúng ta lên để chiều cao từ 15 đến 17 cm. Đấy, 15 đến 17 cm là phù hợp nhất. Đấy, chiều cao nhé. Đấy, chiều cao từ mặt trên này bên dưới này. Đấy, 15 đến 17 cm là phù hợp nhất. Và chiều rộng là khoảng 26 đến 28 cm. Đó, 26 đến 28 cm là phù hợp nhất. Thì là tùy theo diện tích nhà, không phải là cầu thang nhà nào cũng giống nhau. Đấy, về chiều cao và chiều rộng của mặt bằng. Đó, thì là mọi người có thể
tùy theo thiết kế hoặc tùy theo thợ nhà mình thi công tính theo chiều cao của mỗi nhà. Nhưng đặc biệt nhất, tuy rằng vấn đề này thì như mình thì mình cũng không tin cho lắm, nhưng mà đa phần các chủ nhà và các bác thợ thì là sẽ tính cho chủ nhà, sẽ tính cho chủ nhà, thì nhà cũng có một phần là thợ sẽ không biết làm và không biết tính. Đó là vấn đề gì, thì tuy rằng những vấn đề này về phong thủy đấy, về chữ nghĩa thì mình cũng không tin lắm, nhưng mà bên mình thiết kế và thi công bắt buộc vẫn phải làm tính cho gia đình. Đó thì là về cầu thang này, đó là 25 bậc. Đó thì là tính bậc như nào, thì đây thì là tính bậc là theo phong thủy, tính chữ đó là sinh, não, bệnh, tử. Đó, nếu như mà chúng ta thi công vào đó, ví dụ phần bậc này, phần bước này, đây nha, mặt bậc thì khi chúng ta tính thì là nó sẽ phải là chẵn, và bước thì tính sẽ phải là nẻ. Đấy thì là phần chúng ta tính theo chữ và theo phong thủy đó, thì mình sẽ chia sẻ chi tiết này. Đấy thì là như mẫu nhà này là 25 bậc. Đấy, cầu thang vuông độ trượt. Đó, đây sinh này, não này, bệnh này, tử này, sinh não bệnh tử sinh não. Đấy, nên đến mặt chiếu nghỉ nhé, chiếu nghỉ như mẫu nhà này thì lại là không phải là chiếu không nghỉ thẳng, mà là cắt chéo rẻ quạt. Đấy, cắt chéo rẻ quạt nhé. Đây mình sẽ review bên dưới này, bên dưới mình còn lên này. Đấy, phần bậc đầu tiên này, sinh này, não này, bệnh tử này, sinh não bệnh tử sinh não bệnh. Đấy, bệnh ở chỗ phần đây, phần rẻ quạt này. Đấy, bên đến đây là bệnh này, tử này, sinh này, não này, bệnh này, tử này. Đó, lại lên trên chiếu rẻ quạt này. Đấy, là tử này, sinh này, não này, bệnh này, tử này. Đấy, sinh này, não này, bệnh này, tử này. Đấy, phần bậc trên cùng, phần bậc trên cùng là tử nhé cả nhà nhé. Đấy, phần bậc này là tử này. Đấy, và một bước nữa lên trên mặt, lên trên mái bên trên này, đó là vào chữ sinh. Đó là thì là mọi người tính làm sao khi chúng ta tính bậc. Đấy, nếu như mà không thường thường này mọi rất là nhiều các bác thì nhà sẽ theo cái xu hướng là sẽ vào chữ sinh, và theo vào chữ sinh là chủ yếu. Đấy, còn nếu như mà không vào được chữ sinh thì thường thường là sẽ tính số bậc, nó sẽ là bậc nẻ. Đó, sẽ tính số bậc sẽ là bậc nẻ. Đây cầu thang khi mình view từ trên cao xuống này. Đó, mọi người quan sát này. Đó, chiếu nghỉ đây. Đấy, phần bên dưới đây. Đấy, sinh não này, bệnh tử sinh não, 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 bệnh tử. Đó, phần bậc xây trên cùng sẽ là vào chữ tử, và bên trên đó sẽ là vào chữ sinh. Đó là cách tính cầu thang rất là đơn giản nhất. Đó thì là mẫu nhà này thì là chiều sâu này. Đó, chiều sâu này nhé của cầu thang này là 3m này. Đó, 4m6 này, 4m6 sử dụng bên trong này, trừ đi 1m2. Đó, và còn 3m4 nhé cả nhà nhé. Đấy, còn 3m4 thì hệ cầu thang này thì mọi người có thể biết được, thì là phần chiều cao của bậc. Đó, chiều cao của bậc của cầu thang này là 16cm. Đấy, 16cm, chính xác là 16 phân 2mm. Đấy, và bản rộng của bậc bên dưới kia. Đấy, bản rộng của bậc bên dưới kia là trên 26 một chút. Đấy, thì phần bề rộng của cầu thang này. Đấy, bề rộng của cầu thang kia này. 1m05 nhé, của vì là 1m05 này. Đó, toàn bộ để cầu thang. Đấy, thì là đi về chi tiết về công năng sử dụng đi. Bên trên của tầng 2 thì vừa nãy mình đã review bên ngoài. Đấy, mặt tiền ngoài hiên vào nhé. Thì phần ngoài mặt tiền kia thì là chưa xây. Đấy, chưa xây chia các ô. Đấy, để tạo điểm nhấn nổi bật cho trên khuôn viên bên trên tầng 2 này, thì mình chia sẻ mọi người nhé. Bên trên tầng 2 này, phần này là ngoài phần sảnh hiên này, sẽ bố trí một hệ gian nổi đây này. Đi vào không gian bên trên này sẽ là phòng thờ. Thì phòng thờ, ví dụ phòng khách bên dưới này. Đấy, phần phòng khách bên dưới sẽ được ngăn đôi. Thì gian đầu tiên sẽ là phòng thờ này, tiếp đến là phòng ngủ này. Đấy, hệ ô cửa sổ phòng ngủ đây nhá. Đấy, phòng ngủ này bên trên tầng 2 này. Đấy, mình sẽ view một lần nữa ra ngoài quay ngược vào trong nhá. Đây, phần này
vị trí bên dưới phòng khách 8 mét sẽ phân đôi ra. Đấy, một nửa sẽ là phòng thờ này, tiếp đến là phòng khách này, à, phòng ngủ này cả nhà nhé. Đấy, bên trên này. Đấy, phân đôi phòng khách bên dưới lên trên mặt mái tầng 2, phân đôi ra sẽ bên ngoài này sẽ là phòng thờ này, tiếp đến là phòng ngủ này. Đấy, tiếp đến là ô cầu thang này. Đấy, ô cầu thang đi xuống dưới tầng 1 này. Đấy, và đằng sau cùng này là hai phòng ngủ nữa. Đấy, hai phòng ngủ nữa. Đó, hai phòng ngủ này. Toàn bộ phòng ngủ này được xây toàn bộ hệ tầng ngăn là tầng 10 thôi. Đó, thợ đang trong quá trình thi công. Đấy, đằng sau cùng này. Đấy, đằng sau cùng là khu sân phơi này. Đây, khu này là sân phơi nhé. Đấy, khu nhà tắm, nhà vệ sinh đây nữa. Được chi tiết mình sẽ thường xuyên mình cập nhật và sẽ chia sẻ video clip lên cho mọi người xem và tham khảo nhé. Đó, thì là toàn bộ kết cấu của nhà này. Thì mọi người quan tâm, mọi người có thể vào kênh, mọi người xem trong những video clip lần trước mình đã đăng tải lên về kết cấu móng này, kết cấu thi công xây dựng những phần mộc này. Đấy, như nào thì nhà mọi người có thể xem và tham khảo. Đấy, mình cũng xin giới thiệu sơ qua một lần nữa, thì mẫu nhà này được thi công là toàn bộ là hệ móng trụ, đấy, móng đơn, đấy, móng chân vịt, và toàn bộ kết cấu là khung cứng dàn bo, xây toàn bộ hệ tường bao là tường 20 và toàn bộ hệ tường ngăn là tường 10. Đấy, và được đổ mái bằng toàn bộ hai sàn nhé. Đó, sơ bộ là mình xin được chia sẻ với tất cả mọi người như vậy. Trong những video clip lần sau mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn để mọi người xem và tham khảo nhé. Mình xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người.